khỏi bệnh tim nặng thần kỳ mà không cần phẫu thuật. Lúc đó tình của mẹ con rất là tệ, mẹ đã nhiều lần đã con dừng tuyệt vọng. Đó là hồi ức của đứa con trai đầu lòng của anh Tạ Bá Hà khi nghĩ về bố của mình lúc mang trọng bệnh. Tháng 7 năm 2014, từ một người đàn ông khỏe mạnh ở tuổi 37, anh Hà bỗng trở thành một bệnh nhân mắc bệnh tim nặng. Van một lá hở 1/4, van hai lá xa trước hở 1.5/4, van động mạch chủ hở 3/4, động mạch chủ phình lên 53 mm. Ở người bình thường thì kích thước này chỉ 20-30 mm. Huyết áp 180/100, máu nhiễm mỡ nặng. Ngoài ra còn có một số chỉ số xét nghiệm máu có giá trị cao bất thường mà bác sĩ cũng đã cảnh báo. Cầm kết quả trên tay, anh Hà vẫn không tin cơ thể mình lại mang nhiều thứ bệnh nặng như thế. Từ đầu năm 2013, cơ thể anh Hà đã bắt đầu xuất hiện những triệu chứng không bình thường. Ngực bên trái thỉnh thoảng bị nhói đau, đầu cảm giác rất căng thẳng và hay bị rơi vào trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ. Nhưng anh nghĩ có lẽ do thường xuyên thức dậy sớm chuẩn bị hàng để bán nên có thể đây là biểu hiện bình thường. Dần dần cơn đau xuất hiện với tần suất nhiều hơn và kèm theo triệu chứng kiệt sức, khó thở. Người nhà khuyên anh nên đến bệnh viện để kiểm tra xem sao. Bác sĩ cho biết van động mạch chủ của anh hở quá lớn và động mạch chủ cũng phình gần như gấp đôi mức bình thường, nên chúng không thể tự hồi phục về trạng thái ban đầu nếu dùng thuốc. Từ hình chụp này cho thấy chỗ phình to nhất của động mạch đã xuất hiện những chỗ rất mỏng, nguy cơ thủng cao. Do đó nếu không phẫu thuật kịp thời thì nó có thể vỡ bất cứ lúc nào và dẫn đến tử vong. Từ bây giờ anh sẽ được theo dõi định kỳ và chờ xếp lịch phẫu thuật. Bác sĩ còn cho biết thêm ca phẫu thuật này khá phức tạp, dự kiến sẽ kéo dài 12 giờ. Trong khoảng thời gian đó, tim của anh sẽ được thay van khác, đồng thời cắt bỏ và khôi phục những chỗ động mạch chủ bị giãn. Biết bệnh tình nghiêm trọng nên lúc đó anh chỉ còn biết nghe theo sự hướng dẫn của bác sĩ và phó thác cho số mệnh. Vì cả nhà đơn chiếc, mỗi tháng một lần đến bệnh viện trên Sài Gòn tái khám, anh Hà phải tự mình lái xe gần 40 cây số mới đến nơi. Trên đường đi, bất kể tiếng ồn nào hơi lớn một chút, như tiếng còi xe, tiếng nhạc phát ra từ các loa quảng cáo bên đường, vân vân, cũng làm ngực anh ấy nhói đau, cảm giác như có ai đó lấy vật nhọn đâm vào tim. Bác sĩ cũng cảnh báo anh không được đi xa bằng phương tiện máy bay, điều này sẽ vô cùng nguy hiểm. Khoảng thời gian đó, cảm giác bất an, lo lắng về ca phẫu thuật cộng với các triệu chứng của bệnh làm anh Hà rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Khi đó, tôi có linh tính là tôi sẽ không qua khỏi nếu tôi phải phẫu thuật. Nhưng nhờ tình yêu thương vô bờ của người bố đối với hai đứa con thơ đã giúp anh Hà lấy lại nghị lực. Cứ nghĩ đến hai con, tôi càng quyết tâm chữa khỏi bệnh. Sau bao nhiêu cố gắng, anh nghĩ, sao mình không thử tìm xem đông y có thể trị được bệnh này không? Nếu trị khỏi thì mình sẽ không cần phải trải qua phẫu thuật, sẽ tránh được rủi ro. Nghĩ thế nên một mặt anh Hà vẫn theo phác đồ điều trị của bệnh viện, một mặt anh âm thầm lên mạng tìm kiếm phương pháp trị liệu khác. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, anh quyết định phối hợp thêm phương pháp thiền sinh học, bởi vào thời điểm đó phương pháp này rất được nhiều người ưa chuộng. Từ tháng 8 năm 2014, từ Đồng Nai, anh Hà khăn gói ra Bình Định 2 tuần để học khóa thiền. Sau khi trở về, trong khoảng 2 năm sau đó, anh Hà rất kiên trì tập luyện, đồng thời vẫn duy trì uống thuốc chữa huyết áp và mỡ máu của bệnh viện. Sức khỏe của anh Hà dần dần khá lên rõ rệt, các cơn đau ngực gần như biến mất. Nhưng bất ngờ, khi anh Hà đi phụ bệnh cho người khác, đây là một hình thức bắt buộc trong phương pháp thiền sinh học, thì mọi thứ hầu như quay về vạch xuất phát, các cơn đau lại xuất hiện. Anh Hà đi tái khám và bàng hoàng sửng sốt vì thấy các chỉ số bệnh của mình không thay đổi là mấy so với 2 năm trước kia. Anh nghĩ
có thể do bản thân không thực hành đúng các thao tác khi phụ bệnh và nhận thấy phương pháp này dù sao vẫn có một số tác dụng nhất định đối với sức khỏe của mình, nên anh Hà vẫn tiếp tục duy trì. Vào đầu tháng 6 năm 2016, anh Hà quyết định tăng cường uống kèm thêm thuốc bắc sau khi được một vị thầy thuốc đông y trên Sài Gòn cam kết sẽ chữa khỏi. Trong khoảng thời gian điều trị gần một năm, anh Hà thấy cơ thể mình có tăng cân, nhưng kết quả siêu âm và xét nghiệm ở bệnh viện vẫn y như cũ, tức là bệnh không có chuyển biến. Đến tháng 1 năm 2017, anh Hà lại mày mò lên mạng, hy vọng sẽ gặp được phương pháp khác hiệu quả hơn. Lần này, anh phát hiện có hai phương pháp đã giúp rất nhiều người khỏi bệnh, đó là tu luyện khí công, môn pháp luân công và phương pháp thực dưỡng, còn gọi là phương pháp gạo lứt muối mè. Nhưng lúc đó có một nhà sư đã quen biết khá lâu, bảo rằng không nên theo tập pháp luân công vì ông ấy cho rằng pháp môn này là tà đạo và khuyên anh nên chọn phương pháp thực dưỡng. Vì thế anh Hà đã tin tưởng tuyệt đối và cũng không muốn tìm hiểu thêm về pháp luân công nữa. Lần này anh Hà cũng đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng qua mạng và sách vở, nên quyết tâm theo đuổi với hy vọng tràn đầy. Hằng ngày anh chỉ dùng gạo lứt và muối mè làm thức ăn chính của mình. Những ai chưa từng ăn theo phương pháp thực dưỡng mới nghe tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng thực ra khi thực hành rất khó, bởi vì bạn phải khống chế cơn thèm ăn và phải kiên nhẫn duy trì. Tôi đã mất rất là nhiều thời gian công sức để nghiên cứu sách vở để nấu ăn cho đúng phương pháp, và khi ăn cũng phải nhai rất kỹ. Đồng thời tôi có phối hợp thêm thực phẩm chức năng. Mọi công việc kinh doanh, học hành của con cái do một mình vợ tôi quản xuyến. Sau hơn một năm miệt mài ăn theo chế độ thực dưỡng và liều mình không đến bệnh viện để khám định kỳ nữa, đến tháng 5 năm 2018, một lần nữa anh lại khăn gói xuống Tiền Giang, cách nhà hơn 100 cây số, trong thời gian gần 3 tháng để tiếp tục thực hành chế độ nhịn ăn 15 ngày là cấp độ cao nhất trong phương pháp này, nhằm tránh để người thân lo lắng. Đồng thời ở đó cũng có nhiều người cùng ăn theo phương pháp thực dưỡng, nên có thể giúp nhau vượt qua những lúc khó khăn. Rồi 15 ngày tưởng chừng như dài vô tận ấy cũng trôi qua. Tính từ lúc bắt đầu ăn theo chế độ thực dưỡng đến thời điểm này là gần 1 năm rưỡi. Trọng lượng cơ thể của anh Hà đã sút 27 kg. Anh Hà cho biết, cơ thể tôi tiều tụy, chỉ còn 36 kg. Việc đi đứng trở nên khó khăn. Vốn dĩ căn bệnh tim đã làm tôi thường xuyên bị mệt, cộng với thể lực giảm sút nhanh chóng, tôi thực sự không dám nghĩ mình sẽ qua khỏi. Nhiều đêm tôi bị liệm đi đến sáng, tỉnh dậy mới biết là mình còn sống. Qua được nhịn ăn 15 ngày, sau đó thì tôi vẫn duy trì ăn gạo lứt và muối mè. Tôi hầu như mất hết cảm giác thèm ăn những món ăn khoái khẩu trước kia. Mấy tháng sau, trọng lượng cơ thể tôi có tăng thêm 7 kg và dừng lại ở mốc 43 kg. Còn bệnh tình thì cũng chẳng thuyên giảm nào mấy. Lúc đó tôi vô cùng chán nản. Vì lo lắng và muốn nhanh chóng khỏi bệnh để tránh phải làm phẫu thuật, nên anh Hà đã đồng thời phối hợp thêm các phương pháp đông y. Nhưng kết quả làm anh vô cùng thất vọng. Anh Hà đã tiêu tốn cả 100 triệu đồng để mua đủ các loại thuốc và thực phẩm chức năng, cùng với chi phí làm các xét nghiệm, siêu âm, chụp hình, v.v. không hề nhỏ. Tuy nhiên, dù phương pháp thực dưỡng không phù hợp với căn bệnh của anh Hà, nhưng lần đi xuống miền Tây khi đó lại mở ra một bước ngoặt lớn lao và tạo ra một cơ duyên cho cuộc đời của anh sau này. Trong nhóm thực hành thực dưỡng, có một chị khuyên anh hãy thử tập môn pháp luân công, vì chị ấy có người thân cũng tập môn khí công này và thấy hiệu quả rất tốt. Lúc đó anh Hà cũng nghĩ sau này về nhà sẽ thử vận may xem sao. Đến tháng 8 năm 2018, trong lúc chán nản tuyệt vọng, anh Hà chợt nghĩ đến pháp luân công. Vì không còn sự lựa chọn nào khác, nên anh nghĩ đây có lẽ là một hy vọng cuối cùng. Nếu phương pháp này mà bất thành, thì anh chấp nhận phải phẫu thuật theo như chỉ định từ đầu của bác sĩ.
Anh Hà tự tìm đọc những bài chia sẻ trên mạng của nhiều người đã được khỏi bệnh thần kỳ nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Lòng anh Hà dâng lên một niềm vui mãnh liệt và thầm nghĩ đây mới thực sự là cơ hội duy nhất cho đời mình. Chiều hôm sau, anh ra công viên gần nhà và tìm đến một điểm luyện công nhỏ. Các học viên trong nhóm nhiệt tình hướng dẫn và chia sẻ nhằm giúp anh hiểu hơn về môn tu luyện Pháp Luân Công. Và kể từ đây, anh cũng từ bỏ không còn thực hành thiền sinh học nữa. Lần đầu tiên chú ra điểm luyện công, chú rất chi là gầy gò, mặc bộ quần áo rộng thùng thình, thân hình chú gầy lắm. Sau 2 tháng tập Pháp Luân Công, anh Hà tăng được 5 kg. Mặc dù anh ấy vẫn duy trì chế độ ăn thực dưỡng. Điều này thật là phi thường, bởi trước đây anh cũng ăn thực dưỡng, nhưng không thể nào tăng cân lên được. Anh Hà nhớ lại trong khoảng thời gian đó, anh phải thường xuyên đi ra Bắc để thăm mẹ ốm, và sau cùng là chịu tang mẹ. Dù bác sĩ có cảnh báo, nhưng do không còn sự lựa chọn nào khác, nên anh Hà quyết định đi bằng máy bay. Trên mỗi chuyến đi, anh đều phải trải qua những cảm giác vô cùng khó chịu, đau đớn khủng khiếp. Nhưng sau khi tập Pháp Luân Công được 3 tháng, thì cảm giác trên máy bay hoàn toàn ngược lại. Anh thấy cơ thể mình không hề bị bất cứ một cảm giác khó chịu nào, thậm chí anh còn không bị ù tai. Trải nghiệm này khiến anh Hà và gia đình vô cùng mừng rỡ. Ai cũng thấy hiệu quả tích cực mà Pháp Luân Công mang lại. Tôi thấy con nó làm được công việc nặng này, sốc quá, rồi ăn uống thì càng ngày càng thấy người nó cứ nương dần, sức khỏe nó khỏe dần lên, khỏe dần lên. Mà bây giờ đến bây giờ là thứ nhất là cái sức khỏe của cháu là thấy là hoàn toàn là tôi yên tâm, hoàn toàn là tôi phấn khởi mừng. Thứ hai là tôi thấy tính tình gọi là 80% là tôi mừng, nó không có nóng tính giống như mọi khi nữa. Lúc mà bố con bệnh thì con đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng là có thể là bố sẽ không có khỏi, nhưng mà nhờ có Pháp Luân Công thì mang đến một điều kỳ diệu rằng là bố con đã qua khỏi. Kể từ lúc bắt đầu bước vào tập luyện Pháp Luân Công cho đến nay, anh Hà đã tăng lên được 17 kg. Cùng với luyện công, anh Hà kết hợp đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của pháp môn này, chia sẻ thêm: tôi đã từng đọc rất nhiều sách. Chúng đều dạy con người ta các kỹ năng để làm giàu, dạy người ta các mánh khóe để cạnh tranh với nhau, làm sao để bạn có thật nhiều tiền. Chứ tôi chưa bao giờ đọc qua cuốn sách nào giống như cuốn Chuyển Pháp Luân. Rất nhiều đạo lý trong đó đều dạy con người trở thành người tốt hơn nữa trong mọi trường hợp, giúp đạo đức con người thăng hoa. Mọi việc làm đều phải lấy chân thiện nhẫn ra đối chiếu. Ngoài ra, sách còn dạy rất nhiều đạo lý trong tu luyện, giúp con người tu luyện nâng cao tầng. Đồng thời khi tập 5 bài công pháp thì cơ thể của người học được gia tăng sức đề kháng, cải thiện sức khỏe, dần dần khỏi bệnh. Đây quả thực là một pháp môn tu luyện chân chính. Giờ đây sức khỏe của anh Hà hoàn toàn hồi phục. Anh có thể tiếp tục công việc kinh doanh của mình và biến những ước mơ còn dang dở trước kia thành sự thật. Anh tiếp tục đồng hành cùng hai con trong suốt mọi nẻo đường trong niềm vui an nhiên tự tại. Tôi tiếp cho mình đã tốn rất là nhiều thời gian, công sức, tiền bạc. Trong suốt 4 năm đi khắp Nam Bắc để tìm các cái phương pháp chữa bệnh khác nhau mà bệnh vẫn không khỏi. Trong khi môn tu luyện chữa bệnh thần kỳ và hoàn toàn miễn phí, ngay cạnh tôi thì tôi lại thờ ơ, chỉ vì tin theo lời người khác mà không có tìm hiểu kỹ lưỡng. Tôi xin cảm tạ sư phụ đã ban cho con một cuộc sống mới.